Chào mọi người, ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại kênh Trem Trần Thu Thanh. Trem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Trem Trần Thu Thanh. Hello, Trem Trần chào mọi người đã quay trở lại kênh Trem Trần Thu Thanh. Hôm nay Trem Trần về quê và có một cái hồ sen này, ốc lát họ buông nổi lên rất là nhiều. Cả nhà thấy cái hồ sen không? Hồ sen dưới đây là có ốc buông. Ốc bu này không phải tự có hả chú Mười? Ốc bu này là mình thả rồi khoảng bao nhiêu tháng nó sinh sôi rồi? 6 tháng rồi nó sinh sôi nở nhiều lắm. Là nó có, nếu mình thả con giống là 6 tháng rồi nó. Mình thả nhiều không? Mình lúc đó mình thả mấy con? Mình thả mấy con à, phải tính thả nhiều mấy năm bánh la. Là vì ao này ao cá không cho thả. Cái mình thả con là vì có hồi đó mình thả có thả rùa, thả bơ ốc với ốc đắng cho bu cho rùa. Vậy là thả có mười mấy con thôi mà bây giờ nó sinh sôi ra nhất trên cả ốc lát dốc bu luôn. Ao sen này do chú Mười tình thả có mười mấy con ốc bu và ốc lát thôi, bây giờ nó sinh sôi nảy nở. Và hôm nay đại gia đình họ Trần về quê thì đã có ốc ăn rồi nha cả nhà. Ao sen này ốc rất là nhiều luôn. Mời các bạn theo chân Trem Trần bắt ốc bu. Hello. Tôi ngân nga nhớ một người chẳng hề nhớ tôi. Vài câu nói đưa em qua làn mây mờ, yêu em bao lâu anh có đâu ngờ, phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ. Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ, màu son trên môi em còn vương vấn vì ai. Nắn nắn nà, cho anh vài giây qua môi em đến ngày mai. Ốc này ốc bu là ốc lát? Bu có ốc lát có. Mình sao biết con ốc bu ốc lát chỉ rồi chú Mười? Đưa đương có con coi con nào gọi là ốc bu. Ốc lát đây. Mình sao biết ốc lát đâu dơ là hai con coi. Ốc lát đây, còn ốc bu đây. Ốc bu là bự, gọi là ốc bu hả? Rồi ốc lát nó không có bự hả? Nó không, nó cỡ rồi này là nó hết cỡ rồi đó phải không? Ốc lát nó mập lắm, mập thịt lắm, nó chắc thịt. Vậy chứ hả? Lên nhậu anh Mười ơi. Cái gì? Không à, ăn sen, ông ăn súng luôn. Thôi đi đi vớt ốc mà bơi luôn ha. Ông kia không lấy cây vợt, ông vớt mấy con ông ngồi bên đất từ lúc. Điệp trái rồi. Rớt xuống thì mỏ. Động là nó buông ra, nó chìm chứ rồi. Không đầm gì đẹp bằng đầm sen. Quậy lên xình nó văng lên luôn. Quá trời. Nó đẹp quá trời đẹp luôn. Màu ổng một đống vậy trời. Cái màu nó đen thui luôn. Đây đầm sen. Gần bùng mà chẳng hơi tanh mùi bùng. Lợn cái tiệm là 10.000 không đó. Cô chú bên ngồi bên kia thì sướng lắm. Ngồi không à. Sướng ghê vậy đó. Mấy con ốc này tính sao? Vớt đi con. Thấy ra đâu vớt đó đi. Tở mò luôn đi chứ tới. Kìa bên anh kìa, nó nổi kìa. Nó nổi bự bự ở trên tay anh á. Trời lỡ mò cái gì cho tới vậy ta? Ở dưới có gì mò không chú Mười? Có quỷ đây nè. Rồi nó quỷ nó cao quá. Nó bự nó bu ở đằng đó đó Mười. Kêu lỡ mò cho tới biết mò cái gì nữa. Thấy con nó cao ốc. Có gặp đại ca thì đổ xuống. Vậy chứ hả? Đại ca kêu đổ xuống rồi. Vậy chứ hả? Ổng ngủ lắm. Trời đất ơi không đó ha. Ông xếp bãi sen này nó lên nó chết ngư dân thu. Trời đất ơi sao mà nó cá giết chết chừng là cái gì mà trời ốc đá luôn thả rồi đó rồi anh la bây giờ nó ngư vô cái tiếc con. Trời đất ơi vậy sao nó sao liền tỉnh bắt hay la. Ốc bù với ốc lát là nó khác rất nhọn nè. Là bù hả? Ốc lát con nít bằng nè, mặt nít nhọn nè, nhọn nè, ốc lát nè, ốc lát nít bằng nhọn là ốc gì? Ốc bù. Đâu đưa con ốc bù coi. Bù nè là đơn giản vậy thôi. Nhiều là nít nhọn là ốc bù rồi ốc lát. Lát cho con ốc lát đi. Nít bằng nè. Cái này con ốc gì? Ốc lát. Cái này ốc lát nít bằng. Rồi đưa con ít nhọn lên coi. Ngon giác quắc luôn. Nít nhọn là ốc bù. Thằng kia là lát. Rồi như đây đi. Đem về Cần Thơ. Ship về xưởng Thanh Sơn. Let's go. Giới thiệu với quý vị, đây là xưởng cán toan Thanh Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chị Thu Hồng làm chủ xưởng. Chuyên bán các mặt hàng tôn lập nhà, tôn lạnh, tôn màu, tôn kẽm, tôn giãn ngói, sóng vờm, sắt thép đồng tai, tấm nhựa lót gác, thảm simili trải sàn, tấm pho ly chống nắng, nhiều mặt hàng trong xây dựng.
Quý vị có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0292 3838 798 57F đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ốc được chuyển về đến nơi quy định rồi nha cả nhà. Đây là thao ốc bu và ốc lát đích bằng, ốc bu đích diêu, nhưng đích diêu không ngon bằng đích bằng. Ốc lát tại Việt Nam được dùng như làm thức ăn bổ sung hoặc được chế biến thành các món ăn ẩm thực được ưa chuộng. Ốc đem về, ngâm cùng với ít ớt để ốc nhả sạch đất cát bụi bẩn, ngâm ít nhất trong khoảng thời gian 3 tiếng. Rửa sạch vỏ, từng con ốc, xếp lên nồi trần sơ qua nước sôi. Và cùng củ gừng, mắc khóm hoặc khóm xả cộng đập dập, dùi xuống đáy nồi. Chem trần đảm bảo sau khi luộc xong, ốc không có những mùi lạ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Cho đường phèn, muối, vị ngọt vừa ăn. Vớt bọt, cho nước trong, nhớ là đập vài trái ớt hiểm, cho có mùi the và thơm nha cả nhà. Ốc bu luộc, các bạn nhớ luộc kỹ và trước khi luộc nên rửa thật sạch. Món ốc bu luộc ngon một phần cũng do nước chấm quyết định đấy. Chính vì vậy các bạn cần chuẩn bị một phần nước chấm thật ngon, hấp dẫn nhất. 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước ấm, 3 muỗng đường, khuấy thật đều tan hỗn hợp, gừng sắc sợi, ớt sắc lát, tỏi bóc vỏ đập nát, vắt thêm nước cốt chanh. Cho thêm một ít lá chanh thái chỉ, xả bằm nhuyễn, rắc ra mùi lên. Trái tắc ta cắt làm đôi cho vào chén nước chấm, tạo nên hương vị đậm đà hơn. Vậy là chúng ta có được một chén nước chấm hoàn hảo rồi đó. Trong tất cả các món lẩu, lẩu ốc là món được nhiều người ưa thích nhất. Lẩu ốc được chế biến một cách rất đơn giản. Mời các bạn cùng Chem Trần vào bếp thực hiện tiếp tục món lẩu ốc thái chua ngọt. Lượt nước luộc ốc, lắng cặn, lấy phần trong, cặn, bỏ đi. Bạn dùng tăm, kim hoặc dụng cụ kìm, thiều thịt ốc để riêng ra bát nhỏ, lấy sạch đất bẩn còn trên ốc, vứt bỏ phần ruột ốc. Sau đó rửa sạch ốc cùng hai thìa sắn và gừng đập dập, tí muối hoặc rửa sạch bằng quả chanh để ốc sạch nhớt và khử được mùi tanh, để trong rổ cho ráo nước. Lẩu thái nguyên liệu gồm có ốc luộc hoặc ốc sống lễ ra tùy thích, khóm sắc mỏng, cà sắc muối cao, gừng sắc lát hoặc đập dập, tí xả băm, xả cộng đập dập, củ hành tím sắc mỏng, nước dừa tươi, ớt hiểm đỏ đập dập, bọc lẩu thái. Nếu bạn muốn thưởng thức món ăn này tại nhà cùng người thân vào những dịp cuối tuần thì ngay bây giờ hãy cùng Chem Trần nấu ốc lẩu thái dễ thực hiện này. Sự kết hợp giữa các loại ốc và nguyên liệu rau gia vị trong nước lẩu chua chua ngọt ngọt tạo nên một hương vị thơm ngon khó có ai thể cưỡng lại khi thưởng thức. Đặt nồi lên bếp cùng một chút dầu ăn, phi thật thơm hành tím. Tiếp đến, bạn cho ớt hiểm đỏ đập dập, gừng sắc lát, xả băm, xả các khúc đập dập, khóm, cà chua, gia vị bọc lẩu thái, nêm thêm muối, hạt nêm, đường, nước mắm, giấm bỏng, sao cho đủ vị chua cay vừa miệng là được. Sau đó, chút nước dừa hoặc nước hầm xương và nước luộc ốc. Tiếp đến, thả đậu hũ chiên vào là bạn đã có một nồi nước lẩu thơm ngon, lẩu thái ốc bu. Đây là thịt băm trộn chả cá thác lát đông lạnh nha cả nhà. Các bạn để nguyên sắc lát, không cần rã đông. Các thành viên nhà Chem Trần không thích ăn đậu hũ, vì thế Chem Trần chế biến thịt băm trộn cá thác lát. Cho chút dầu vào chảo, củ hành tím sắc mỏng phi thơm cùng với ớt hiểm đỏ đập dập. Tiếp tục cho ốc vào xào sơ, nêm nếm vừa ăn, cho vào nồi lẩu. Cách nấu lẩu ốc đã hoàn thành. Lẩu ốc chua chua, cay cay, thích hợp thưởng thức vào những ngày se lạnh. Múc một tô thưởng thức, hoa chuối, bún, chan nước lẩu vào. Cùng với thịt ốc, thêm miếng thịt chả, trộn thác lát. Cho vài lá quế, các loại rau, ngò ôm, ngò gai sắc nhỏ. Quá tuyệt vời, xuất sắc, triệu view, thưởng thức ngay thôi nào. Nước lẩu đặt lên bếp ăn lẩu, bài thịt ốc, có thể thêm thịt lợn, thịt bò, tim, giò, tai heo và bún tươi. Các loại rau tía tô sắc nhỏ, rau muống chẻ, hoa chuối. Chờ nồi lẩu sôi, hơi bốc lên nghi ngút thì nhúng vào nồi các món đã chuẩn bị rồi thưởng thức. Bạn muốn đậm đà hơn, có thể cho chút mắm tôm.
Nồi lẩu có tươi ngon và ăn có hấp dẫn không là khâu chuẩn bị. Các bạn nên chuẩn bị nguyên liệu một cách đầy đủ nhất. Như vậy là Chem Trần vừa hoàn thành xong món ốc bu nấu lẩu Thái hiện nay được các bạn trẻ ưa chuộng. Chúc cả nhà ăn ngon miệng, món ăn ngon không thể nào chối từ. Một ngày không xa tôi về nơi chốn quê thanh bình, có cánh đồng xanh lạ lơi, có bay bay rừng xa thanh đô nơi cuồn hoa khói bay mịt mù. Em chôn mình em nỗi lo chẳng là. Bye, em chào tạm biệt các bạn đã thích Chem Trần. Nhớ bấm đăng ký kênh Chem Trần Thu Thanh. Chem Trần cảm ơn các bạn subscribe, gọi chuông thông báo, đăng ký kênh Chem Trần Thu Thanh.